em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Tucson nhé. Dòng xe thuộc phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ trung của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, những ngày đầu tháng 4 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, những cái khuyến mại tốt nhất và những cái tiến độ xe nhanh nhất của cái dòng xe Hyundai Tucson này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm cũng như là muốn lấy xe Hyundai Tucson ở thời điểm này sẽ có thể nắm được. Hiện tại Hyundai Tucson thì sẽ có 4 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản 1.6 turbo này, 2.0 dầu đặc biệt, 2.0 xăng đặc biệt và 2.0 xăng tiêu chuẩn anh em ạ. Ở trong cùng phân khúc ấy thì Hyundai Tucson này đang cạnh tranh với chiếc xe Mazda CX-5, cạnh tranh với chiếc xe Ford Territory hay là với rất nhiều các dòng xe khác nữa. Nhưng ở định hình phân khúc thì Hyundai Tucson vẫn là một cái gì đó mà rất nhiều anh em quan tâm và lựa chọn, đúng không ạ? Chi tiết về khuyến mại cũng như là về lăn bánh như thế nào thì ngay bây giờ em sẽ đi vào chia sẻ để cho anh em có thể nắm được. Thì để trước khi đi vào chia sẻ cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Tucson 1.6 Turbo. Bản này thì đang có mức giá là 959 triệu. Hiện tại thì bên em đang hỗ trợ giảm tiền mặt cũng như là tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 085 triệu. Trả góp thì đang là 289 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 064 triệu, trả góp thì đang là 267 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 045 triệu, trả góp thì đang là 249 triệu. Đó, tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói nhé thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ. Hiện tại thì cái bản 1.6 turbo này bên em đang có xe màu trắng, màu đen để có thể giao luôn. Còn các xe màu khác thì anh em phải ký chờ nhé. Đâu đó vào khoảng cuối tháng 4 mới có xe cơ. Vì hiện tại cái lượng xe thiếu bên em rất nhiều và trên thị trường thì cũng rất ít xe để giao sớm anh em ạ. Còn anh em nào mà mua qua trả góp nhé thì em đang tính cũng như là hỗ trợ cho anh em khoản vay tối đa lên tới 85% giá trị xe trong vòng 8 năm và tối thiểu là 3 năm. Hiện tại thì bên em đang có cái mức ưu đãi về lãi suất của ngân hàng và em hiện tại đang hỗ trợ cho anh em khoản vay lên đến 8 năm hoặc là 90% giá trị xe với cái con số anh em cần chuẩn bị đâu đó chỉ khoảng 150 triệu thôi là cũng có thể là mang xe về được rồi anh em ạ. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Tucson 2.0 dầu đặc biệt. Bản này thì đang có mức giá là 959 triệu. Cái mức ưu đãi của bên em thì cũng đang hỗ trợ giảm tiền mặt cũng như là tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 086 triệu. Trả góp thì đang là 289 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 064 triệu. Trả góp thì đang là 268 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 046 triệu, trả góp thì đang là 250 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 2.0 dầu và cái bản này bên em đang có màu trắng và màu đen để giao luôn. Các xe màu khác thì anh em cũng phải ký chờ. Và hiện tại bên em đang thu mua những dòng xe cũ mà anh em có nhu cầu bán và đổi lấy xe mới. Anh em hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em báo giá về cái mức lấy xe cũ nó sẽ tốt nhất và gửi tới anh em cái mức giá cao nhất để cho anh em có thể là cân đối đổi xe anh em nhé. Đó, bán xe mới và đổi lấy xe cũ của anh em. Đó, ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Hyundai Tucson 2.0 xăng đặc biệt. Bản này đang có mức giá là 879 triệu. Cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm tiền mặt và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Và hiện tại cái chương trình bảo hiểm thân vỏ chỉ có trong tuần đầu của tháng 4 thôi. Nên anh em không cân nhắc lấy nhanh thì nó sẽ rất là phí vì cơ hội giảm tiền mặt và tặng bảo hiểm rất là ít anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 995 triệu.
trả góp thì đang là 265 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 976 triệu, trả góp thì đang là 245 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 957 triệu, trả góp thì đang là 227 triệu. Đó, đây là cái phiên bản về xăng đặc biệt nhé. Và bản này thì hiện tại anh em ký chờ thôi, cũng không có xe để lấy ngay đâu. Và hiện tại thì cái thời gian ký chờ đâu đó vào khoảng giữa tháng 4 là anh em có xe anh em ạ. Đó, và cái chính sách này thì bên em vẫn có thể có thêm những cái linh động mà khi anh em gọi điện cho em anh em nhé. Và cái khoản vay em hỗ trợ cho anh em nào mà đang quan tâm để mua qua trả góp ý, thì em hỗ trợ từ 85 đến 90%, và cái mức đầu tư chỉ cần đâu đó vào khoảng 150 triệu thôi là anh em có thể lấy xe về được rồi anh em nhé. Phần còn lại là em kết nối và hỗ trợ từ bên banh anh em ạ. Đó, ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 799 triệu. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này ấy, thì cũng đang có một cái mức giảm tiền mặt tương đối là sâu. Và cái bản này thì cũng không sẵn xe anh em nhé. Và cái tiến độ xe để anh em ký thời điểm này và sẽ giao xe vào giữa tháng 4, 15 đến 20 tháng 4 anh em nhé. Đó, và bên em vẫn hỗ trợ là giảm sâu về tiền mặt cho anh em. Và thực sự là khi mà anh em đổi xe cũ lấy xe mới thì cái chính sách nó sẽ còn tốt hơn rất là nhiều anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 899 triệu, trả góp thì đang là 237 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 884 triệu, trả góp thì đang là 221 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 865 triệu, trả góp thì đang là 203 triệu. Đó, đây là cái phiên bản xăng tiêu chuẩn. Và bản này bên em sẽ được giao xe cho anh em ký thời điểm này vào khoảng 15 đến 20 tháng 4. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như gửi tới anh em những cái chính sách giá bán mới nhất, tốt nhất ở thời điểm đầu tháng 4 này rồi. Còn anh em nào mà cần biết chi tiết về lăn bánh, cần biết cái tiến độ cụ thể thì vui lòng gọi điện ngay cho em để em hỗ trợ cũng như là gửi cái chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất tới anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.